Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bất động sản trên kênh YouTube Thiên Minh Holding. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin hấp dẫn sau đây. Bất động sản đội giá 30% vì view sông. Ngân hàng siết chặt cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản. Sốt đất náo loạn vùng quê, triệu người nghèo tan giấc mơ an cư. Bất động sản đội giá 30% vì view sông. Nhà phố, biệt thự ven sông có giá chào bán cao hơn bất động sản thông thường 20-30% nhưng vẫn được săn lùng vì số lượng hạn chế. Các khảo sát mới đây cho thấy, hiện tượng bất động sản đội giá 20-30% vì có view sông đang diễn ra khá phổ biến tại các dự án nằm trên bán đảo, Cù Lao, nhiều mặt giáp sông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận. Ghi nhận tại một dự án ở quận Thủ Đức cũ nay là thành phố Thủ Đức có công viên dọc bờ sông dài 3,4 km, giá chào bán các căn biệt thự ven sông bao gồm cả đất lẫn nhà lên đến 330-350 triệu đồng một mét vuông với view đặc nhất. Trong khi đó, biệt thự xây sẵn nội khu của dự án này dao động ở mức 260-280 triệu đồng một mét vuông nhà lẫn đất. Mức chênh lệch giá nhà view nội khu với nhà ven sông của dự án này lên đến 70 triệu đồng một mét vuông. Tại quận 2 cũ nay là thành phố Thủ Đức, một dự án có vị trí giáp bờ sông Sài Gòn cũng ghi nhận mức giá nhà đất khoảng 300 triệu đồng một mét vuông trở lên, trong khi các căn view nội khu bình thường có giá dao động 240-250 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, mức giá bán căn hộ có mặt tiền hướng sông nhảy lên hơn 50-60 triệu đồng một mét vuông. Còn tại phường Thảo Điền, một dự án căn hộ chào bán giữa năm 2021 với căn hộ view nội khu 80-85 triệu đồng một mét vuông nhưng những căn view sông, giá bán đắt hơn 10-15% và thường hết hàng sớm hơn các loại view khác. Ở các thị trường phụ cận của thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản ven sông cũng ghi nhận tình trạng đội giá so với nhà đất nằm ở vị trí kém đắc địa hơn. Điển hình như tại Long An, Đồng Nai đều ghi nhận giá các căn hộ, biệt thự có view ven sông đều đồng loạt tăng giá hơn những dự án nội khu chênh lệch từ 30-50%. Theo các chuyên gia dự án cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng này là do nhà phố, biệt thự ven sông thường có số lượng hạn chế nên có mặt bằng giá cao hơn khoảng 30%. Cá biệt có những căn nhà phố, biệt thự đội giá lên đến 50% hoặc cao hơn so với các sản phẩm khác cùng dự án nhờ có mặt tiền sông đẹp. Ngoài lợi thế mặt tiền sông còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tăng giá của bất động sản như pháp lý hoàn chỉnh, tốc độ triển khai dự án nhanh, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đủ tiện ích, trường học, khu thương mại dịch vụ, chợ, bệnh viện, khả năng lấp đầy, mật độ người ở. Ngân hàng siết chặt cho vay đầu tư chứng khoán bất động sản. Theo kết quả một cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng tháng 12 năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước vừa công bố mới đây, trong nửa đầu năm 2022 các ngân hàng sẽ tiếp tục siết chặt dòng vốn vào những lĩnh vực rủi ro cao như đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản. Theo khảo sát này, trong năm 2021, các tổ chức tín dụng đánh giá nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng tăng cao hơn so với năm trước nhưng chưa đạt được như kỳ vọng nhưng dự báo sẽ cải thiện hơn trong quý 1 năm 2022 và cả năm 2022. Cũng theo kết quả điều tra, trong 6 tháng cuối năm 2021, các tổ chức tín dụng đã thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân, giảm phí phi lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cũng thắt chặt hơn yêu cầu về tài sản bảo đảm. Các điều khoản bổ sung trong hợp đồng, yêu cầu điểm xếp hạng tín nhiệm tối thiểu của khách hàng và hạn mức tín dụng đối với khách hàng để đảm bảo an toàn tín dụng. Xu hướng này dự kiến tiếp tục diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2022 khi các tổ chức tín dụng tiếp tục thu hẹp chênh lệch lãi suất biên, gia tăng quy mô khoản vay hoặc hạn mức tín dụng tối đa để hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Với xu hướng này, các ngân hàng cũng dự kiến sẽ giảm dòng vốn đổ vào lĩnh vực bất động sản, xuống còn khoảng 23,8% trong 6 tháng đầu năm 2022 từ mức 29,7% của 6 tháng đầu năm 2021 do là lĩnh vực được dự báo mức độ rủi ro tăng cao nhất. Tại buổi họp báo tổng kết ngành ngân hàng năm 2021 mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đàm Minh Tú nhấn mạnh phải hướng dòng vốn tín dụng năm 2022 vào lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, hạn chế tín dụng đen. Còn dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản hay kênh trái phiếu, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là phải kiểm soát chặt. Các cơn sốt đất đang khiến khoảng cách giữa thu nhập của người lao động và việc sở hữu một ngôi nhà ngày càng xa. Không chỉ ở các đô thị lớn mà tại các vùng quê, một bộ phận lao động trẻ cũng đang đau đáu với giấc mơ an cư. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở một số khu vực phụ cận thủ đô Hà Nội ngay sau đây. Theo tìm hiểu, sở dĩ việc mua miếng đất khó khăn như vậy do từ khoảng tháng 10 năm 2020 đến nay, đất Ba Vì liên tục tăng giá. Nhà đầu tư,
cò đất đổ về vùng quê này săn đất, khiến giá đất tăng phi mã. Hồi cuối tháng 11 năm 2020, một khách hàng đang là công nhân tại một nhà máy ở Sơn Tây, Hà Nội mua dự án đã cọc 50 triệu cho một miếng đất ở xã Ngọc Nghị Ba Vì, nhưng sau đó chủ đất hủy cọc vì có nhà đầu tư ở Bắc Ninh trả giá cao gấp gần 1,5 lần. Miếng đất 700 triệu đã tăng lên 1 tỷ đồng chỉ sau một tuần. Khách hàng này cho biết câu chuyện trên không chỉ của riêng anh mà còn là câu chuyện chung của rất nhiều lao động khác tại địa phương này. Một khách hàng khác là giáo viên một trường mầm non ở Ba Vì kể rằng, chị từng đặt mục tiêu mua một miếng đất an cư tại nơi này nhưng giờ là ước mơ xa vời vì giá đất đã nằm ngoài khả năng tài chính của hai vợ chồng trẻ. Chị kể, những mảnh đất ở gần trường, tiện đi lại đều đã tăng giá quá mạnh, chưa kể cứ có ai định bán là các nhà đầu tư từ nơi khác về săn ngay khiến chúng tôi thậm chí không tìm ra đất để mua. Cơn sốt đất làm náo loạn những vùng quê yên bình. Không chỉ riêng Ba Vì, cơn sốt đất đi đến đâu cuộc sống của người dân bị xáo trộn đến đó. Tại Nghệ An, những cơn sốt đất cũng khiến không ít người lao động rơi vào thế khó khi không thể mua được miếng đất để xây nhà. Các buổi đấu giá đất vẫn chứng kiến những mảnh đất làng, đất xã tăng giá lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi mức khởi điểm. Báo cáo gần đây của bấtđộngsản.com.vn cho thấy giá rao bán đất năm 2021 đã tăng đáng kể. Điển hình tại miền Bắc, một số khu vực ở Hòa Bình ghi nhận mức tăng 100%. Ngoài ra, mức tăng trung bình ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên lần lượt đạt 61%, 57% và 22%. Năm 2022, giới chuyên gia địa ốc dự báo các cơn sốt đất sẽ không tái diễn bởi các thông tin quy hoạch lớn đều đã công bố. Các địa phương đã có kinh nghiệm trong việc kiểm soát, ngăn chặn các cơn sốt đất. Mặc dù thế, cơn sốt đất vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương như vùng ven Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thậm chí ngay tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng đề cập đến thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.